truyền thống huyền huyễn cái vương triều tranh bá cái nhiệt huyết cái đa nữ ở 12 năm sau, khí vận bị đoạt cửu hoàng tử lần nữa xuất hiện ở đại chúng tầm mắt, đi theo phía sau hắn sáu vị thị nữ, mỗi người mạnh đến thái quá. Mọi người! Ngươi xác định các nàng là thị nữ của ngươi. Tần Hạo! Không, ban ngày, các nàng là thị nữ của ta, mà ban đêm, các nàng là sư tỷ ta kính yêu. Đại sư tỷ phượng tộc thánh nữ nhị sư tỷ nhân gian kiếm tiên tam sư tỷ cái thế ma đầu tứ sư tỷ diệu thủ thánh y ngũ sư tỷ đỉnh cấp thích khách lục sư tỷ nàng chỉ là một người bình thường giới thiệu vắng tắt vô lực xin dời bước chính văn chương 1 xuống núi trước giờ bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét chương 2 bái biệt sư tôn ngọc linh lung bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 3 12 năm, cuối cùng xuống núi, bên trên. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 4 12 năm, cuối cùng xuống núi, phía dưới. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 5 để chuông vang, cửu tử về. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 6 Gặp lại Tần Thiên Long Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 7 Thỉnh cửu điện hạ chịu chết. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 8 thần yến bày lôi. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 9 Mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 10 Phải biết thiên mệnh khó trái. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét.